Đối với anh nha, cái người mà ăn kiêng, ăn nói chung ăn suốt ngày không ăn tinh bột á, thì cái cọng hủ tiếu là cái cọng mà anh ăn, anh cảm thấy anh không có lỗi với bản thân anh nhất. Là sao? Ví dụ mình muốn cơm như mình ăn á, mình cảm giác trời ơi ngày mai mình phải chạy bộ, nhưng mà mình cảm giác cái cọng hủ tiếu á nó tiêu hóa nhẹ nhàng lắm, mà nó cũng không có nhiều cáp bằng ăn một cái muỗng cơm. Thì không biết có đúng với khoa học không, nhưng mà anh cứ với cái tư tưởng của anh là thấy vậy. Tâm lý của anh đúng là, rồi. Tâm anh thích cái sợ hủ tiếu đúng không? Ăn không còn một cọng nào luôn Tâm. Dạ, cho dạ, con một cái chén không, thôi không có lấy hủ tiếu. Cho con hoành thánh mọc với sườn. Rồi. Cảm ơn chú. Chết rồi, Tâm dữ vậy. Bả đòi giảm cân quý vị ơi, bả nói với em là trời Lan ơi, chị thật sự rất muốn giảm cân luôn Lan ơi. Ngọc Thanh Tâm ăn không sợ mập. Ủa, cái gì? Ăn đi. Ôi ơi, ăn đi mọi người.